Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn uh, review lại cho anh em một cái app uh, một cái app Torum ha thì hôm trước mình có làm video hướng dẫn cho anh em một cái um, tham gia một cái dự án erup của cái uh, trang web Torum à, là một cái trang web um, À, cũng là giống như là Facebook hoặc là những cái trang Twitter khác anh em nha. Thì đây là một cái mạng xã hội. À, tuy nhiên là nó sẽ cho mình kiếm những cái token miễn phí hoàn toàn. Thì đây cái token của nó là cái đồng XTM ha. XTM. Thì anh em sẽ vào cái phần coin market cap ha. Anh em search cái phần là XTM cho anh em, cho mình ha. XTM em đó anh em bấm vào cái chữ torum đây đó thì đây là một cái token của cái uh, trang mạng xã hội torum anh em nha hiện tại giá của nó đang uh, rất là cao uh, hiện tại là đang uh, giảm tuy nhiên là nó vẫn đang ở mức là 1,1 đô ha cái hồi cái lúc mà anh em uh, mình làm hồi cái lúc mình làm uh, hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cái aerop này uh, thì nó uh, chưa tới một đô anh em nha bây giờ nó đang là giá một đô đó anh em thấy không đó anh em bấm chữ ôn này anh em sẽ lấy cái giá cao nhất của nó này nó bay lên trên hai đô nha rất là kinh khủng nha và hiện tại đang xuống đang xuống còn 1 đô một đô mốt thôi nha đó rất là ngon nha ừ. thì đây là một cái token của cái mạng xã hội Torum đó rồi thì mình sẽ quay lại cái cái trang web Torum ha thì khi anh em tham gia cái mạng xã hội này á, anh em chỉ cần đăng ký những cái bước đơn giản thôi thì anh em sẽ có cơ hội là đăng ký cho mình một cái tài khoản là mạng xã hội Torum. Thì ở trên đây hàng ngày anh em vào, anh em làm nhiệm vụ ha, nhiệm vụ để anh em sẽ kiếm được cái token. À nhưng mà để anh em được kiếm được token á thì khi anh em đăng ký mới thành công anh em sẽ phần cần phải làm những nhiệm vụ để anh em mở khóa. Có nghĩa là anh em sẽ kiếm được cái 100% năng lượng power à Thì anh em nào đã chưa xem cái 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 trang web Torum này thì anh em sẽ xuống phần mô tả video mình có làm một video hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký ha à cụ thể cái đăng ký như thế nào thì anh em sẽ rõ hơn à Còn hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em biết ha về cái um, cách thức làm Torum cũng như là thông báo cho anh em là mình đã vượt qua cái 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 phần năng lượng và 100% rồi nha và mình đạt được trăm phần trăm và nó mở khó cho anh mình kiếm cái đồng token XTM rồi đó thì hiện tại khi nó mở khóa cho anh em rồi có nghĩa là anh em sẽ kiếm được cái token XTM thay vì hôm trước là mình kiếm cái đồng mình kiếm cái cái điểm năng lượng ha đó thì để làm được cái nhiệm vụ thì anh em vào khi anh em vào cái trang web này nè thì đầu tiên mình sẽ bấm vào chữ phát hiện ở đây nè à, anh em sẽ like 5 bài viết ha anh em kéo xuống như này anh em like 5 bài viết cho mình ha bấm like này ha, Ừ. Lại ha. Đó, anh em like năm này năm bài viết, năm sáu bài viết gì đó, nói chung là like thêm. Nói thêm mấy cái nữa ha. Đó. Ha. À rồi rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sẽ đăng một bài ha đăng một bài um, anh em đăng bài đăng anh em kéo lên trên cùng đó anh em thấy bài đăng không anh em bấm được bài đăng nè đó bấm bài đăng thì anh em sẽ đăng bài ha thì cái này nó cũng tương tự như các cái um, trang web như facebook vậy thôi đó nhưng mà những cái trang web forum này nó cũng rất là tiềm năng ha và nó được uh, À, khá là tiềm năng thì anh em à, nếu anh em có tìm hiểu này anh em sẽ vào cái phần video hôm trước mình có làm anh em tìm hiểu nha rồi bây giờ mình sẽ tạo một bài đăng này thì à, anh em sẽ vào anh muốn đăng gì đăng ha hoặc là anh em gửi link những anh em có link gì đó anh em gửi lên ha đó, có thể mình đăng một một cái bài bình thường thôi không có gì ha đó. rồi, bây giờ mình bấm bài đăng nè, anh em bấm vào bài đăng, ha, bấm bài đăng như vậy là xong, ha, đó là anh em làm hai nhiệm vụ rồi, riêng cái nhiệm vụ là twitter đây nè, là tạo một cái một cái chủ đề hay là một cái gì đó ha, mình mình cũng có làm nhiều rồi nhưng mà không mình không thấy cái cái nó nó tặng cái điểm cho mình, ha, thì anh em có thể là anh em đăng một cái À, cái gì cũng được ha anh em cứ đăng bất cứ thứ gì đó Đó, bấm bài đăng vô đó mình đăng bài lên thôi anh em muốn chia sẻ hình ảnh gì cũng được ha đó là cái cách thức mình làm nhiệm vụ rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần ba gạch cho mình nè dấu ba gạch ha anh em vào phần nhiệm vụ đó thì nó sẽ mở khó cho anh em này nó có cái phần yêu cầu ha yêu cầu ở đây có nghĩa là anh em sẽ bấm vào yêu cầu để anh em nhận ha thì đây là cái yêu cầu mà đăng nhập hàng ngày thì mỗi lần đăng nhập hàng ngày anh em sẽ nhận được là 0.125 xtm anh em bấm yêu cầu này đó yêu cầu là anh em sẽ nhận được đó ha rồi tiếp tục anh em xuống đây anh em thấy là tạo một bài đăng thì hồi nãy mình tạo một bài đăng ha à, mình sẽ nhận được là 0 5625 625 nha anh em bấm vào yêu cầu là tự động nó sẽ cộng cái xm này cho anh em ha bấm yêu cầu đó đơn giản ha rồi tiếp tục ở dưới này là có là thích 5 bài viết nè thì anh em cũng sẽ làm được khi nó hiện cái dấu xanh lên này có nghĩa là anh em đã làm đủ ha thì anh em sẽ nhận được là 0.125 xm anh em bấm yêu cầu tiếp đó như vậy anh em sẽ claim được ba cái ha đó còn cái phần này là tạo một chủ đề này thì hiện tại mình cũng có làm tuy nhiên là mình chưa có biết cái phần này thì anh em nếu mà anh em nào làm được cái phần chủ đề này thì cũng có thể là chia sẻ bình luận dưới phần dưới video cho mình biết ha cách thức tạo chủ đề như thế nào tại vì cái nhiệm vụ này mình chưa có mở được ha mình chỉ mở được ba phần thôi còn cái, cái cái phần này là mình chưa có làm được này đó anh em mà nếu mà có làm được thì anh em có thể là bình luận dưới phần video ha để giúp cho mình xem thử là mình làm cái này như thế nào nha rồi bây giờ mình sẽ vào lại cái phần ví nha. Anh em vào dấu ba gạch nè, vào cái ví nè. Đó anh em thấy không? Đó. Em sẽ kéo lên đây. Anh em sẽ thấy được cái phần thưởng nhiệm vụ tích lũy là 27,69 XTM. HM. Đó, nó nằm trong phần thưởng tích lũy nhiệm vụ này. Thấy không? Đấy, thì uh, HM là một cái uh, token Đó. và nó hiện tại nè, XTM HM đã có trên cái sàn Huobi rồi nè và trên KuCoin nè, rồi Uniswap ha và bằng cái swap web nó đã list trên những cái sàn lớn rồi ha nó rất là nhiều sàn lớn không đó Torum Avatar, nft đã hoạt động không thì uh, cái trang web này uh, nó cũng là một trang web rất có tiềm năng không đó và nó thuộc um, trang web mà về cái um, trên metaverse không và nó sẽ phát triển theo lĩnh vực là metaverse ha đó thì uh, tất cả những cái trang web sau này uh, khi mà nó phát triển là một bước đó, thì nó sẽ phát triển theo kiểu như web 3.0 anh em nha đó. Metaverse đó rồi nên rất là tiềm năng ha đó thì à, mình khi mà anh em mới đăng ký thì anh em sẽ chưa có cái đồng XTM này đâu nha mà anh em khi anh em mới đăng ký anh em vào cái dấu ba gạch này anh em vào vào nhiệm vụ này hả ừ. thì ở đây này ở trên đây á sẽ xuất hiện một cái cái thanh màu vàng đó, và nó ghi là cái thanh đó là đạt tối đa là 100, 100 cái điểm power. Thì hàng ngày anh em của anh em cũng làm nhiệm vụ giống như mình thôi. Đó thì anh em sẽ nhận được là những cái điểm nó không phải là token XTM nha, mà nó là những cái điểm bon, power, những điểm năng lượng á. Thì anh em sẽ hàng ngày anh em anh, hàng ngày anh em vào làm nhiệm vụ cho đầy đủ ha. đừng anh em còn một ngày anh em sẽ kiếm được còn còn là 4 đến 5 cái token này, anh em có thể kiếm nè, 0.1, 0.5 là 0.6 nè. Không đại khái là anh em vào làm nhiệm vụ hàng ngày đó anh em kiếm cái cái điểm power. Thì khi anh em được điểm khi khi mà anh em đạt được 100 điểm power thì nó sẽ mở khó XTM lại cho anh em. Đó, thì lúc đó anh em còn làm nhiệm vụ nhưng mà anh em sẽ kiếm cái đồng XTM. Vậy không, chứ không phải là điểm năng lượng nữa nha. Đó, khi anh em hoàn tất cái 100% cái power năng lượng á thì anh em sẽ được tặng ngay là 25 XTM nó vào ví luôn ha đó 25 XTM rồi tiếp theo những ngày tiếp theo anh em vào anh em làm nhiệm vụ tiếp thì nó cộng dồn vô con XTM này nha đó còn ở phần này, ở trên này là nó có phần exchange wallet có nghĩa là cái ví cái số token XTM mà anh em có thể rút được nha đó thì anh em lưu ý là phần thưởng dưới này là phần thưởng làm nhiệm vụ còn phần này là khi mà mình phải À, đạt được 500 XTM thì nó mới chuyển lên trên đây Nó cho mình rút nha Anh em có thể bấm chữ rút nè Đó thì hiện tại cái ốc XTM nó nằm trong cái ví Của mình là bằng 0 nha Đó nó chỉ nằm trong cái phần uh, nhiệm vụ thưởng thôi Đó thì anh em, anh em lưu ý nè Nó nói nè Thì khi anh em rút đó, thì anh em nhớ là Chuyển thành cái địa chỉ là mạng là ERC20 nha Đó Nếu địa chỉ được cung cấp không phải là địa chỉ ERC20 là ETH hợp lệ ha, Torum sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do sơ xuất. Đó. Phí mạng ở đây hiện tại nó lên tới 61 ETH nha. Cho nên anh em nếu mà có à, cũng cũng không có rút được đâu ha nếu có thì cũng rút là phí rất là cao anh em để ý nha ừ. thì ở đây để rút được anh em phải cần Phần đủ là 500 cái đồng XTM mới rút được anh em lưu ý nè ha anh em vào cái phần ba gạch này vào cái phần à, uh, ví này hả không đó, anh em vào cái phần nhiệm vụ không thì đây đây nó sẽ nói uh, rõ hơn này. nhiệm vụ này tất cả giao dịch bạn đã nhận được nha nó liệt kê những cái token mình nhận được nè ngày nào ngày nào đó thì đây là nhiệm vụ mình đã làm được nè bạn đã nhận thưởng thưởng của mình 0.125 XTM khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày nè. Đó, rồi nhiệm vụ đăng bài ha, nó liệt kê đã hết trên đây ha. Rồi, bấm vào những món quà. Thì khi anh em có cái đồng tốc kinh này thì anh em có thể rút về về ví ha và có thể là về lên sàn để giao dịch luôn cũng được ha. Ở đây nó có giao dịch trên ba cái xe web này, Uniswap, KuCoin à. ha. Anh em vào phần Aerobe này. Đó. Ở đây nó cũng sẽ có những cái airdrop cho anh em làm ha. Nhưng mà cái phần thưởng của nó cũng ba ba MDX nè. Anh em muốn làm airdrop thêm thì anh em có thể vào phần này làm ha. Và dấu ba gạch lại. Đó, vào cái ví này đi. Cái ví ha. Uh... Đó. Thì như vậy thôi anh em nha. Thì trên đây mình đã hướng dẫn cho anh em cái um, uh, một cái airdrop cái um, của cái sàn Torum là một cái sàn uh, một cái trang web tương tự như là facebook hoặc là twitter vậy, ha hàng ngày anh em có thể là lên uh, tương tác uh, like bài viết ha đăng bài ha thì anh em sẽ nhận được token miễn phí thì mình đã mở được cái token miễn phí rồi ha anh em nếu như anh em muốn mở thì anh em sẽ làm nhiệm vụ giống mình ha và khi anh em phải đạt được một điểm một phần trăm điểm năng lượng ha thì nó lúc đó nó sẽ mở khó cho anh em Để anh em kiếm cái token XM này đó, rất là tiềm năng anh em nha à, rồi ok thì video này chính kết thúc uh, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh Cũng như là bấm nút like để ủng hộ video mình ha Cảm ơn tất cả các anh em đã xem video à, Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo